hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ bay và top của hãng CND. Trên tay mình đang cầm là bay cốt của hãng CND, là loại sơn được sử dụng trong kỹ thuật làm móng, tác dụng làm liên kết bền chặt hơn giữa lớp sơn và móng tay hoặc móng chân, giúp cho bộ móng giữ được độ được lâu và bền. Trên thị trường thì có rất nhiều loại sơn liên kết và các hãng sơn liên kết khác nhau, nhưng đối với các dòng sản phẩm chính hãng thì chúng ta thấy có sản phẩm khá nổi tiếng của hãng CND. Đây là dòng sản phẩm khá ổn. Tiếp đến là top coat của hãng CND, là top bóng, là dòng sơn giúp cho bộ móng có độ bóng bền và đẹp hơn. Đây cũng là bước cuối cùng của quá trình làm móng. Cũng như bay coat thì dòng top coat trên thị trường cũng có rất nhiều loại, nhưng top coat của CND là sản phẩm khá ổn. Chúng ta lưu ý một chút thì khi dùng sản phẩm top coat của CND thì là khi mà dùng top coat thì mình sẽ hơ đèn, và sau đó thì mình hơ đèn xong thì mình sẽ phải dùng đến cồn hoặc nước lau gel chuyên dụng để mình lau đi cái chất, loại bỏ đi chất kết dính trên bề mặt của top bóng của CND cho móng nó bóng đẹp hơn. Ở đây là hai sản phẩm bay và top CND.